A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện ăn tải nghe A về danh Cô xin chào tất cả các con học sinh Chào mừng các con đã đến với tiết học ngày hôm nay Bài học ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Đó là bài 87 Luyện tập qua tiết học này, các con sẽ được thực hành các phép tính trừ có nhớ trong phạm vi 1.000. Bên cạnh đó, chúng mình sẽ giải được các bài tập với các tình huống thực tế nhé. Cô mong đây sẽ là một tiết học thật lý thú và bổ ích. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước vào tiết học nào. Bài tập 1. Tính À, ở đây chúng mình thấy có 4 phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 đúng không nào? Vậy các con hãy suy nghĩ và thực hiện tính toán thật cẩn thận, đưa ra được các kết quả. Sau đó hãy đối chiếu với đáp án mà cô đưa ra, xem mình thực hiện đã đúng chưa nhé. Phép tính đầu tiên, 914 trừ 507. Chúng ta thực hiện trừ từ hàng đơn vị trước đúng không nào? Ta có 14 trừ 7 bằng 7, viết 7, nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0, viết 0. 9 trừ 5 bằng 4, viết 4. Vậy 914 trừ 507 sẽ bằng 407, hoàn toàn chính xác. Đến với phép tính thứ hai, 653 trừ 124. Chúng ta thực hiện trừ từ bên phải hay là trừ từ hàng đơn vị trước đúng không nào? Ta có 13 trừ 4 bằng 9, viết 9 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 5 trừ 3 bằng 2, viết 2. 6 trừ 1 bằng 5, viết 5. Vậy phép tính này ra kết quả là 529. Sang phép tính thứ 3 nào. 156 trừ 39. Ta có 16 trừ 9 bằng 7, viết 7, nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, 5 trừ 4 bằng 1, viết 1. 1 trừ 0 bằng 1, viết 1. Vậy kết quả của phép tính này đó chính là 117 nhé. Hãy đến với phép tính cuối cùng. 178 trừ 9. Ta có 18 trừ 9 bằng 9, viết 9, nhớ 1. 7 1 bằng 6, viết 6. 1 0 bằng 1, viết 1. Vậy 178 9 sẽ bằng 169. Cô chúc mừng các bạn nhỏ đã đưa ra được các kết quả chính xác của bài tập 1 này. Bây giờ cô cho mình hãy chuyển sang bài tập thứ 2. Bài 2, đặt tính rồi tính. Các con hãy quan sát lên màn hình của cô, cô có 6 phép tính đúng không nào? Vậy các con hãy thực hiện đặt tính ra vở. Rồi tính xem các phép tính đó ra kết quả bao nhiêu và hãy kiểm tra lại, đối chiếu lại với đáp án mà cô đưa ra xem mình đã đúng chưa nhé. Đầu tiên, 492 trừ 314. Chúng ta lưu ý viết số 492 trước. Tiếp theo, viết số 314 ở hàng bên dưới sao cho các hàng, thẳng hàng thẳng cột với nhau đúng không nào? Hàng đơn vị, thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục, hàng trăm thẳng hàng trăm dấu trừ ở bên tay trái và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng mình lưu ý phải đặt tính thật là thẳng hàng, thẳng cột thì phép tính của ta mới đưa ra được kết quả chính xác nhé. Sau khi đã đặt tính rồi, các con sẽ thực hiện trừ từ hàng đơn vị trước. Ta có 12 trừ 4 bằng 8 viết 8 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 9 trừ 2 bằng 7 viết 7. 4 trừ 3 bằng 1 viết 1. Vậy 492 trừ 314 sẽ bằng 178. Tương tự như vậy với 5 phép tính còn lại, các con hãy nhanh chóng thực hiện và nêu ra kết quả nào. Sang phép tính thứ hai cô cũng thực hiện đặt tính sao cho thẳng hàng thẳng cột với nhau và chúng mình thực hiện trừ từ hàng đơn vị trước. Ta có 11 trừ 2 bằng 9, viết 9 nhớ 1, 3 thêm 1 bằng 4, 5 4 bằng 1, viết 1. 4 0 bằng 4, viết 4. Vậy phép tính này ra kết quả là 419. Hãy chuyển sang phép tính thứ 3. 237 8. Chúng ta cũng thực hiện đặt tính thẳng hàng, thẳng cột đúng không nào? Và thực hiện trừ từ hàng đơn vị. Ta có 17 8 bằng 9, viết 9, nhớ 1. 3 1 bằng 2, viết 2. 2 0 bằng 2, viết 2. Vậy 237 trừ 8 sẽ bằng 229. Tương tự như vậy với 3 phép trừ bên dưới, các bạn hãy đặt tính và nêu thật to kết quả cùng cô nhé. 873 trừ 225 và cô sẽ ra kết quả đó chính là 648 các con ạ. À. Tiếp tục 734 trừ 26. Ta có 14 trừ 6 bằng 8 viết 8 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0, viết 0, 7 trừ 0 bằng 7. Vậy phép tính này ra 708. Đến phép tính cuối cùng, 425 trừ 6. Ta có 15 trừ 6 bằng 9, viết 9 nhớ 1. 2 trừ 1 bằng 1, viết 1. 4 trừ 0 bằng 4, viết 4. Vậy 425 trừ 6 sẽ bằng 419 nhé. Các con hãy quan sát lại bài tập số 2 này một lần nữa và cực kỳ lưu ý khi thực hiện bài toán đặt tính rồi tính. Hãy đặt tính thật là thẳng hàng, thẳng cột và thực hiện tính toán cẩn thận để có thể đưa ra được các đáp án chính xác nhé. Bây giờ cô cho mình hãy chuyển sang bài 3. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. À ở đây chúng ta thấy có 4 ổ khóa với các kết quả ghi 706, 258, 858 và 890. Ở bên dưới thì gồm có các chìa khóa với các phép tính trừ khác nhau. Vậy bây giờ chúng mình hãy quan sát và thực hiện tính các kết quả ở các chìa khóa này. Sau đó hãy lựa chọn ổ khóa phù hợp nhé. Đầu tiên, 706 sẽ là chiếc chìa khóa nào? À, hoàn toàn chính xác rồi đấy. Sẽ là chiếc chìa khóa với phép tính 735 trừ 29 và bằng 706. Tương tự như vậy, 258 thì sẽ bằng 384 trừ 126. Đến với ổ khóa thứ ba nhé. 858 thì ta sẽ bằng 862 trừ đi 4 và ổ khóa cuối cùng 890 thì sẽ phù hợp với chiếc chìa khóa mang phép tính 934 trừ 44. Vậy là cô trò chúng ta đã tìm được các chìa khóa phù hợp cho từng ổ khóa đúng không nào? Cô chúc mừng các bạn nhỏ đã thực hiện được các phép tính và nêu ra được các kết quả chính xác nhé. Bây giờ cô trò mình hãy chuyển sang bài tập số 4. À, đây là một bài toán giải, vậy các bạn hãy đọc thật to đề bài cùng với cô nhé. Bài 4. Để sửa sang một công viên, người ta đã mua 956 viên gạch xám và đỏ biết rằng có 465 viên gạch xám. Hỏi có bao nhiêu viên gạch đỏ? Sau khi đã đọc đề bài bạch số 4 này, các con hãy suy nghĩ xem chúng mình sẽ thực hiện phép tính gì? À đúng rồi đấy, người ta đã cho là có 956 viên gạch xám và đỏ và cho biết có 465 viên gạch xám. Vậy để tính được có bao nhiêu viên gạch đỏ, các con sẽ thực hiện phép tính trừ đấy. Bài giải mà cô đưa ra như sau. Đầu tiên là câu lời giải. Có số viên gạch đỏ là... Chúng mình lưu ý nhé. Không được viết chữ bao nhiêu và câu lời giải, mà thay chữ bao nhiêu bằng chữ số. Và ta có câu trả lời. Có số viên gạch đỏ là... Chúng mình có phép trừ 956 trừ 465. Và kết quả sẽ bằng 491. Đơn vị là viên sau khi đã viết được phép tính và kết quả rồi, các con hãy thực hiện viết đáp số 491 viên gạch đỏ. các con ạ, à, khi thực hiện các bài toán có lời văn, chúng ta hãy đọc thật là kỹ đề bài để có thể nêu ra được phép tính chính xác và tính ra được kết quả đúng nhé. vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành rất xuất sắc 4 bài tập. cô cảm ơn các con đã tập trung lắng nghe video và thực hiện các nhiệm vụ ở trong tiết học này nhé. Cô xin chúc các con sẽ luôn học tập chăm chỉ và luôn là con ngoan trò giỏi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những tiết học sau. Bye bye! Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của về rách